trường mầm non Làng Nổ, giờ vắng bóng rất nhiều học sinh. Tổng số 18 em, chỉ còn lại 9. Trong số đó có trẻ mới chỉ 38 ngày tuổi. Kỷ vật làm đau lòng người ở lại. Đồ đạc vẫn còn đây, nhưng các em ở đâu rồi? Những khăn biểu tượng của các con thích nhất này. Đây là của hình biểu tượng cây nấm của bạn Khôi này. Đây là của bạn Linh này. Bạn thích con cào cào. Và đây là của bạn Nam. Đấy, bạn Nam bạn ấy bảo bạn là thích cờ đỏ sao vàng. Và nhà bạn cũng có áo cờ đỏ sao vàng. Đấy, bây giờ không có nữa. Còn đây là bạn Nguyễn Anh Quân này. Anh Quân này bạn ấy thích xe đạp. Bạn bảo thì thích lên lớp 1 được mẹ mua cho xe đạp để đi học cùng anh. Bây giờ cũng chẳng còn gì nữa. Vừa mới khai giảng năm học mới xong, các cháu mới được đến trường chưa được một tuần. Đây chúng tôi đến thì còn lại được những cái di vật của các cháu. Đây hồ sơ của các cháu vừa mới nộp. Đồ dùng các cô giáo cùng với lại cha mẹ học sinh mua sắm cho các cháu mà các cháu cũng chưa được dùng. Những quyển vở, những nét bút cuối cùng của các em học sinh lớp 2. Tổng số học sinh của tôi là có 16 bạn. Trong đấy có 3 bạn là an toàn, chạy tránh lũ. Một bạn thì đang cấp cứu tại trên bệnh viện. Còn ba em thì bị mất và đã tìm thấy xác. Thì chắc phải có em Nguyễn Văn Quyết, em Hoàng Duy Khang và em Hoàng Thị Kim Tuyết đã tìm thấy xác. Chắc đấy còn Nguyên là học sinh thì không còn. 10 năm gắn bó là chúng tôi thuộc phụ huynh rồi, chúng tôi biết học sinh rồi. Cảm thấy rất là đau lòng. Trong tổng số 29 học sinh thiệt mạng và mất tích ở Làng Nổ, có 7 trẻ đang học mầm non và 2 trẻ chưa ra lớp, 20 học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh. Nhiều học sinh bị thương đang chữa trị tại các bệnh viện. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn của xã Phúc Khánh, đặc biệt là các cái điểm trường có liên quan đến các cái hộ dân bị ảnh hưởng, để tổ chức thăm hỏi động viên và chia sẻ đối với những học sinh mà đang bị thương. Thế còn những học sinh mất rồi thì phối hợp với các lực lượng của xã, của huyện để tổ chức tìm kiếm và mai táng các cháu. Huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang nỗ lực khắc phục hậu quả để đón học sinh quay trở lại trường vào ngày 16 tháng 9. Còn hành trình đến trường của nhiều học sinh ngôi làng này mãi mãi dừng lại ở ngày hôm ấy, một ngày sau khai giảng.